Hôm nay mình làm món bánh hẹ, mình cần những thứ sau đây: một cắp bột năng, một cắp bột nếp, một cắp bột gạo, một phao hẹ, nửa phao thịt heo băm, dưa chua, nửa muỗng bột gà, bột nêm, một phần ba muối với là một phần ba đường, muỗng đường, cà phê, một muỗng hành với tỏi băm, nửa muỗng muối để bả vô trong cái bột, một muỗng dầu với một ít xì dầu để ăn bánh. Bây giờ mình làm bột. Bây giờ mình cho bột năng 1 cup, bột nếp, bột gạo, mình khuấy cho đều, mình cho nửa muỗng muối, cho một phần tư lít nước, sôi, khuấy, trộn cho nó cái bột, từ từ mình sẽ cho vô. Giờ mình trộn, thiếu nước mà mình chăm thêm. Cho thêm tí nước nữa. Cho một muỗng dầu, nhồi cho nó đều. Trộn bột xong mình để cho nó nghỉ, rồi bắt đầu mình qua mình xào nhung, mình xào hẹ với thịt để mình làm bánh. Bánh hè nó chắc cũng mấy năm rồi mới làm lại phải không? À, mùa năm ngoái. Nó thường thường đầu mùa xuân á, hè nó lên, nó trồng ở sau vườn á, hè nó lên thì nghĩ tới bánh hè rồi. Thì tháng này là thường thường hàng năm là tháng này làm bánh hè đang đó. Tại mình ở sau mình có trồng hè đó, chứ cũng thấy đó, sao giờ mình đâu giờ cắt hẹ vô làm bánh ăn. Đây các bạn ở Mỹ này thì biết rồi, nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì các bạn không biết đâu. Tại vì ở cái xứ lạnh này đó thì mùa đông đó, hầu hết mọi cây cối rồi nó ngưng phát triển. Cái phần ở trên mặt đất này coi như nó rụi hết rồi. Tôi cái nó nằm rễ dưới đất thôi. À, tới mùa xuân thì trời bắt đầu ấm ấm, lúc đó nó mới nó mọc lên. Đó, đại khái trồng một luống hẹ vậy chứ mà cứ ăn hoài
Mùa xuân mùa hè thì có ăn, nhưng mà tới mùa đông thì coi như không có ăn nữa, Nó nằm đó. nó rủi đó, không thấy thấy mặt đất không, ngay cả hành cũng vậy nữa, nhiều thứ lắm, như cây cối rồi thì mùa đông rụng lá hết trơn à, chỉ có những cây thông, những cái cây mà ở trong xứ lạnh, hạp xứ lạnh thì nó còn lá, chứ còn những cái cây ăn trái hầu hết là nó rụng lá trơn, coi như cây chết vậy đó. Rồi tới tháng 3, giữa tháng 3, tức là bắt đầu mùa xuân bên này đó, thì nó ra ra lá, đâm chồi nảy mọc rồi gì đó. Hệ này thì nó thấy đầu đầu mùa thì nó tốt lắm, nó lên tốt rồi nghỉ tới hệ vậy, thì mới nghỉ tới là bắt đầu bánh hệ đó. Nhà đây có đó, khoảng đất trống ở sau thì cũng Trồng trồng một một chút ít quê hả? Chút để ăn, thứ ít thứ đó ít là cái thú vui ở đây đó. Chứ còn ra chợ mua thì thiếu gì, dễ đâu, ra chợ cũng không mua bao dễ. nhiêu tiền, nhưng mà cái thú vui ở đây cũng làm vườn trồng rồi chút đỉnh cho nó vui. Rồi bây giờ mình ủ bột. Để bột nghỉ chút xíu rồi. Nếu bọc thì bao lâu thì mới giờ chuẩn Cho bị qua qua chiên 10 phút nữa mình sẽ đi xào nhân. à, Mình chào lấy nhân luôn. 10 phút rồi tiếp không rồi. Mình cho dầu vô. Cho 2 muỗng dầu. Rồi cho hành, băm, tỏi. Mình làm cái gì á? Mình xào nhân, xào hẹ với thịt nè. Mình cần nhân. Mình làm nhân bánh hẹ. Lấy cho thành không. Giờ mình cho nó thịt vô. Nêm, đường, muối vào luôn. Mình cho một muỗng dầu mè, rồi dầu hào, cho muỗng dầu hào luôn. Cái này cũng ở nhà mới cắt vô rồi mình làm bánh hẹ sẵn có đây, làm bánh hẹ luôn, nhớ tới bánh hẹ. Mình mà hẹ này mình cắt ra khúc khúc như này nè, cắt ra chút là khúc khúc nhỏ nhỏ vậy thôi, bỏ vô mình xào, bỏ thịt vô đó, mình xào cho đều, bỏ vô hẹ vô tiêu rồi vô. Có một món nha, thường năm nào nhà mình cũng tháng này ăn bánh hẹ, tại vì ấy mà hẹ mùa bắt đầu qua mùa xuân cái hẹ nó bắt đầu nó lú lên rồi đó, thành ăn cũng mấy đợt rồi, nấu canh này, nấu canh ăn nhiều khi cũng có ăn sống nữa. Rồi thấy nó ra nhiều quá thôi hôm nay thôi thấy ít giờ vô làm bánh hẹ ăn đi, làm ít bánh hẹ rồi ăn cho vui vui. Nhà mình nhiều khi trồng kia nở chút chút vậy thấy ra rồi hái rồi vô rồi cái rồi nghĩ muốn làm cái này làm nọ chút cái này hết rồi, cái đâu mà bữa chút là chị ra chợ, bữa chút là chị ra chợ mua không có. Mùa này chứ đối với mùa đông thì có cái mùa này, mùa này mùa mùa hè mùa thu sắp sửa mùa hè đây, trái rồi cây rau quả rồi ăn hết
nó nó vui vui. Giờ mình cho hẹ vô. Đây là có nữa. Sao? Rồi, vậy coi như phần chào nhân xong ha. Giờ nhân xong rồi, giờ bắt đầu mình nướng bánh đây. Làm gì vậy? Đó. Một cái. Không có cán thì mình cứ nằm mình nắng nắng như ấy gì cũng được. Đó mình làm thì cũng có bánh đó. Ít quá chứ phải nhiều nhiều cho do tôi làm cảm thấy ngứa tay mà ít quá mà làm cho mệt. Tại mình nhà mình cũng ít ra giờ mà có mấy đứa nhỏ thì mình làm nhiều, không có giờ mình làm ít thì chưa chút xíu nữa mình ăn. Làm gì còn có bánh có bánh hẹ rồi. Cái nào mà phải mình làm như giống như bánh bao mình cán bột ra làm chắc nó mau hơn á, phải không? Bột. Tại ít quá mà cán là mất công. Thì vậy. Cho nên mình cán bột ra làm ào ào chứ đâu làm lâu kiểu rồi. Mình làm gì bỏ dân. Như làm bánh này ba thứ bột, bột gạo, bột năng, bột nếp. Đúng không? Ừ. Mà lúc trộn bột thì phải bằng nước sôi chứ không phải nước lạnh ấy. Ừ. Đúng rồi, như vậy cái bột nó mới dẻo phải không? Nó dẻo mà nó dính lại nhau với nước lạnh thì nó bờ rời ấy. Bột nếp thì nước lạnh được phải không? Bột nếp là nước lạnh được. Bột gạo với bột năng là không có phải nước sôi. Đúng rồi. Đó. Khó mà bếp này chứ không biết thôi nha, phải nguyên tắc nó vậy chứ phải lấy cái bờ bếp rồi biết rồi nó rầm đâu hầm đâu á. Bánh xong rồi, bây giờ mình hấp bánh là nước sôi.
cái nước sôi mà trong cái son này mình rải một miếng lá chuối á, mình cũng cho một ít dầu lên cái lá chuối cho nó khỏi dính bánh. Giờ mình để bánh vô. Bánh này đó, bánh ngon. Xếp xếp ra ngoài để hết rồi. Giờ nó chín cho nó chờ nó ai xuống rồi. Chắc ngon rồi, chắc hai phần đó. À, hai phần ấy. Chắc là thừa ra, chắc cho phần hơn thôi. Chín một phần. Rồi, cho cái này cho nó đi. Lấy cái này qua là cho mình cho đi. Được rồi. Chích vào đây chút rồi phải... Này em. Đó, đây hấp đây, còn dư hấp luôn, bình tên. Rồi, 15 phút. Có 10 phút chứ gì? 115 phút đây, xong là cá bánh rồi. Rồi. Rồi, 10 phút nữa. Không, ok. Bánh chín rồi, dốc nữa ra ngoài 5 phút có nguội rồi. Giờ mình cho ít dầu thì mình chiên cái bánh ha. Mình cho ít dầu thôi, không cho nhiều. Cái này chắc mình chiên như chiên sơ sơ rồi chứ đâu có gì hết. Mình chiên cho nó vàng vàng hai mặt một chút xíu thôi, không có gì hết. Cũng 15 phút, 10 phút nữa là có bánh là rồi xong à. Thấy cũng hay nha. Từ quay, chút xíu rồi là có bánh ăn. Nói cho các sẵn là mình làm rồi chút xíu rồi có ăn chứ. Đi mua thì cũng mau rồi đó, ở nhà thì làm nó hơn. Rồi làm được cũng vui vui. Thích thích. Bánh được không? Để được ăn được hay không? Chút xíu nó ăn. Chút xíu nó ăn với đồ chua với tương. Tương đó mình làm lúc tương giấm với đường. Chút nữa mình cho tương ớt vô nữa. Có một món ăn rồi. Con nó lên là mình cũng làm cho nó ăn nữa chứ nó không thích bánh đây nữa nãy đơn giản cái đây bánh đây nó đúng cũng đơn giản thôi đó gì đó xong rồi đây. À, rồi. Mình sẽ dốc ra
cho nhát vô. Tiếp tục nữa, mấy phút nữa là cơm ha. Mời các bạn ăn bánh hẹ. Ê, nó đúng là cũng dễ thôi, không có khó khăn, làm chút xíu là có dĩa bánh hẹ ăn nè. Thấy cũng ngon. Mời ông xã. Mời ông xã ăn thử. Ăn tương, mình ăn bánh hẹ đi thì, tương, cứ tương với lại với tương. Tương ớt. Mời ông xã. Với lại cà rốt với cà rốt chua. Đồ chua ha. Ừ. Mình cũng ăn. Làm xong rồi giờ mình thưởng thức cho. Có lấy hả? Làm cũng không có. Mình đâu có bỏ thịt mỡ đâu mà ăn cũng béo béo cũng ngon nha hả? Làm đây cũng đơn giản thôi. Hệ nhà có sẵn nè. Bỏ chút thịt chứ làm nhân thôi. Vậy bột mình nhồi ra hấp hấp thì mình chiên để ăn gì ăn cảm thấy ngon các bạn. Rồi có gì nói nữa không? Thôi vậy chào các bạn. Rồi các cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Hẹn lại lần sau. Bye.